Chào các bạn nha, đang trên đường chạy vô khu vực này thì trời chưa có sáng hung nữa. Ở sáng này trời mây rất là u ám, sương mù cũng rất là nhiều luôn ha. Cũng đang trên đường chạy vô. Mai thì sẽ quay mực cho các bạn xem đó các bạn. Mực cái này thì cũng có lai gai á. Đây mực đây được một bọc này cũng khá là nhiều các bạn. Khoảng 20 mấy ký á. 2 mấy ký mực bự. Khoảng 5-6 ký mực nhỏ á. Lựa rồi vô bọc rồi luôn. Mực nào mực nhất cái còn cái gỏi thì được khoảng nửa kết đây. Mình bỏ chung với kết cái gỏi luôn. Còn cá đây, giả cào sáng. Giả cào sáng chạy sát trong bờ á. Nó hơi lộn ba con cá sút lại gai các bạn. Này vô không biết đầu nào mua tính sao đây. Nếu mà vớt được thì vớt, còn vớt được rồi bỏ qua cá phân luôn ha. Này lộn khá là nhiều mình để riêng á. Cá kiểu này đây là lựa sao nổi. Cá kiểu này thì chịu thua rồi các bạn. Được có cái này được có 7 phần kết à. Ở cá hiện tại giờ cũng đang có giá nữa. Mà cá không có được nhiều cho mấy á, cá giờ đang sốc giá. Sống đưa đường lái á. Buộc dây qua đi kéo lên. Dây đây bạn. Rồi. Dướng rồi. Rồi sáng mình gửi cá giờ bắt đầu anh cần cá xong rồi cho nó quay cái mũi lại á. Chó xui lên đi. Đưa cơm đây. Buộc lê lại đây. Kéo vô. Kìa thằng lấy kìa thằng. Bấm vô lấy. Giữ đầu chuyền dầu qua ha. Đó, gửi cá bán các bạn. Vô cũng đông quá rồi dồn lại một chiếc à. Bọc này mình đựng mực với đựng cá. Phẩm công đựng chung kết. Rồi xách 2 canh dầu vô. Hôm chạy 2 canh dầu á.
thọc sâu vô, kéo vào cao quá, đừng có đút ống sâu quá. Xuống chưa? Hai can này không được 60 lít á. Hai can này khoảng 56 57 lít à. Kéo ống chính lên trên, ống dài mà. Rồi châm kêu chừa lại, rồi rút ra chừa lại. Cái đầu gối chịu bên đây nữa. Chưa đâu. Đồ gối đè vô cái mép cam bên đây nè. Đồ gối hai cái bóp lên. Nó dễ qua. Chưa qua rồi thục trở lại không ạ. Xíu nữa mới qua. Cái đầu gối á, ép. Cái đầu gối chịu vô cây. Đồ gối ép lại. Nhắn con bên một mà mình ta. Mày đè cái. Rồi, 1 2 3. Ừ. Chưa. À 1 2 3. Bóp bỉnh này cho kính đi. Dạ. Muốn ra hại quá chứ. Nhấn chảy gì đó. Qua đó. Lát chừa lại góc dầu á. Chế vô đây vô nó đầy á. Rồi góc dưới chút. Hai can này mượn của ông anh bảnh nha. Đến hồi nữa trả can. Cái nhớt trong này còn không? Đó.